Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải duy trì thường xuyên hoạt động của thiết bị giám sát hành trình khi hành nghề trên biển. Đây là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, không ít thuyền trưởng khi ra khơi đánh bắt đã cố tình ngắt kết nối thiết bị này, gây khó khăn cho công tác quản lý giám sát của các cơ quan chức năng. Tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, xác minh làm rõ và xử phạt nặng các thuyền trưởng vi phạm. Tàu cá trước khi xuất bến đều được Bộ đội Biên phòng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình phải còn dấu niêm phong và hoạt động bình thường. Những tác động từ con người làm thiết bị giám sát hành trình tàu cá ngừng hoạt động, ngắt kết nối đều bị phát hiện. Khi mà tàu về bến là trạm kết hợp với cái lực lượng lắp đặt cái thiết bị giám sát hành trình để tiến hành lập biên bản. Nếu mà có tác động của con người vào thì thiết bị sẽ là khác. Duy trì tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi hoạt động trên biển là quy định bắt buộc, nhưng nhiều thuyền trưởng vì lý do thiết bị hư hỏng để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, việc điều tra, xác minh các tàu cá bị mất tín hiệu kết nối hành trình được làm một cách chặt chẽ để làm rõ có phải là do ngư dân tự ý ngắt kết nối hay là do thiết bị hư hỏng. Thuyền trưởng phải dùng các cái phương tiện thông tin khác báo cáo vị trí của tàu về trung tâm giám sát tàu cá của Trung ương và của tỉnh trong vòng 6 giờ một lần. Và trong vòng 10 ngày, thuyền trưởng phải đưa tàu về cảng để mà khắc phục các cái hư hỏng của thiết bị. Qua xác minh của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn số vụ mất tín hiệu giám sát hành trình trên tàu cá là do thuyền trưởng chủ động ngắt kết nối hoặc là vô hiệu hóa. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt 14 tàu không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển với số tiền 350 triệu đồng. Ngoài mức xử phạt tiền, tỉnh Quảng Ngãi cũng áp dụng thêm mức phạt bổ sung. Đối với những tàu mà cố tình đã lắp thiết bị rồi mà ngắt thiết bị này, tắt thiết bị thì dứt khoát là chúng tôi không cho loại danh sách ra khỏi cái danh sách là tàu đi hưởng theo nghị định 48 hỗ trợ giàu và xử lý nghiêm theo quy định và không cho hưởng các chính sách tiếp theo. Theo nghị định 42 của Chính phủ về xử phạt hành chính trên lĩnh vực thủy sản, tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m không duy trì hoạt động hoặc là vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Tàu có chiều dài từ 24 m trở lên vi phạm nhiều lần bị phạt từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Duy trì thường xuyên hoạt động của thiết bị giám sát hành trình khi đánh bắt trên biển không chỉ để cho cơ quan quản lý nhà nước giám sát quá trình hoạt động của tàu cá mà còn kịp thời hỗ trợ ngư dân khi xảy ra tai nạn, thiên tai.